Hi, chào bạn. Chào bạn đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay một ngày đẹp trời, mình lên cá buổi trưa các bạn. Bây giờ là hơn 10 giờ thôi. Có 3 bao thôi. Đấy. Cá size khoảng báo thế giới ao lên báo là từ 15 cho đến 25 các bạn nhé. Đấy thì mình lên bổ sung thôi. Thì cá trong nhà cũng cái lô bé bé lần trước thì cũng hết rồi. Nó còn rất là ít thôi. Thì hôm nay mình lên để mình bổ sung thêm để cho đầy đủ nhiều màu hơn để dễ bán hơn các bạn. Vì lô kia chủ yếu là hàng một màu là nhiều. Đấy. Giờ mình sẽ cho cá vào và bóc bao ra để quay cho các bạn xem luôn nhé. Ok các bạn. Đây các bạn ơi, mình vừa cho cá ra đây rồi nhá. Đấy, cá thì nhìn vừa sơ sơ qua thì size nó rơi vào 20-25 là đa số. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Như size như em này đây chẳng hạn, thì em này thì cũng chỉ size vào tầm khoảng 17-18 rồi, chưa được 20. Đấy các bạn nhé. Đây, như em này size chỉ tầm 12. Đó, tóm lại là những con bé chỉ có mấy em thôi. Lại có thêm còi đen. Đấy, còi đen bé. Hôm trước đấy mình về còi đen, tóm lại còi đen thì nhà trong nhà có nhiều. Nên là các bạn cần thì cứ alo thôi. À, siro này dòng đuôi thu ra trơn đấy các bạn, ra nhãn khí. Đấy, một em còi bướm đấy, đây là còi bướm đấy các bạn, đuôi dài đấy. Lạnh nước buốt tay các bạn cũng đây tan trồ này các bạn này. Đấy, lại thêm một em tan trồ này. Được buốt thôi. Màu rất là lạ đấy các bạn, màu rất là hay luôn. Có cha gòi nâu. Đấy, nó lại là về cơ bản thì có hàng hai màu, một màu, ba màu, nó có đủ hết các bạn nhé. Đen có hết. Đây, bên này có cả Ochiba kia rồi.
có Okiba nhỉ. Đây à, có hàng độc đây rồi. Đây, vảy rồng các bạn nhé. Chục con đảm bảo bạn nhé. Ví dụ như bạn lấy chục con là ví dụ như là 40 thì rơi vào tầm 400 đúng không? Thôi, chạy mất rồi. Đây, lại thêm một em hàng kịch độc nữa này. Hàng này đúng là hàng Asagi, con này đẹp. Đuôi su này, hai má đỏ này, à hai má cam rồi này. Đấy. Phải đều răm tắp này. Đấy, hai bên đều răm tắp luôn. Con này quá đẹp luôn. Nhìn này, cân đối hai má này. Lại có hàng độc rồi. Rất độc luôn các bạn nhé. Đấy. Quá đẹp luôn. Đâu nhỉ, em lúc nãy rồi, đây rồi. Đây. Em này cũng là vảy rồng, nhưng cái màu của nó lạ lạ tí. Đấy thì các bạn này. Đấy, nó là cũng là da trơn hai bên này. Đây à. Hoặc là một em AK Matsuba màu cực đỏ các bạn. Hiếm khi em nào AK Matsuba đầu vừa sạch đẹp, lưng vảy đều như này, đỏ như này nhá. Rất hiếm đấy. Còn bình thường như AK Matsuba thì nó chỉ kiểu cam cam như này thôi. Đấy, nhưng đầu không sạch lắm. Nhưng em vừa nãy hàng rất là đẹp luôn. Thôi cứ để đấy. Cứ để. Tôi cũng có thêm cả còi đen bé bé đây. Nhưng còi đen thì đã như mình bảo đấy, hôm trước mình lên nên là có rất nhiều, nên là cũng đây. Đây, tan trồ này. Cần nhỉ. Em còn em nào đọc nữa không? Đây, đấy, lên được ít thôi chứ không có nhiều lắm đâu các bạn nhé. Có bà vào thôi. Rồi, sang chậu tiếp theo này. Ôi, cái màu này. Cái màu này là màu gì đấy em biết. Màu này hơi lạ đấy. Lần đầu tiên gặp cái kiểu này luôn. Tí xem lại tên em con này tên là gì này. Con này to, nếu mà to lên nhìn cũng hay phết đấy. Màu nó kiểu màu ghi sắm cho. Đây là vảy rồng. Con này là vảy rồng. Con cái đầu con này là đỏ. Đây, lại một em ba màu bướm này. Đây, có một em bé bé. Đấy, cũng phải rồng các bạn nhé. Oh, nốt này. Yeah. Đây, chậu này thì có em này màu gần giống với em lúc nãy. Nhưng mà con lúc nãy, con này thì gặp nhiều màu hẳn, nhưng màu kia thì nó lại ít. Đấy. Gần giống nhau thôi. Nhưng cái màu con này nó đậm hơn. Cái chày. Đây, lại thêm một em bướm ba màu nữa. Cái lô này có hai em ba màu bướm. À, đây có con bé bé. Cái lô này có cái lô màu này. Nhưng mà vẫn cái con lúc nãy đây này. Con này, đấy. Là độc nhất. Thôi, ok. Lô này cũng... chậu này cũng không có em nào độc. Có mỗi chậu lúc nãy thôi. Ok các bạn, mình sẽ cho làm quen nước nốt, rồi mình sẽ cho ra bể, rồi mình quay cả bể cho các bạn xem nhé.
Đây các bạn, mình vừa cho ra bể ở đây. Đấy, có 3 bao thôi nhưng mà nhìn đây cũng rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, bể này thì bể mình là rất là dài luôn chứ không phải là ngắn, mà nó bơi khắp bể luôn, rất là dài luôn như này. Đấy. Để màu sắc đấy các bạn, hai màu ba màu lô này rất là nhiều luôn, không như lô trước thì chủ yếu một màu. Để đổ ra đây thì mình mới nhìn thấy nhiều con đẹp mà lúc nãy trong chậu không nhìn thấy, nhiều quá. Còn giờ trong chậu nãy thì bắt được những em nào mà nó nổi trội ra thôi. Ví dụ như đây có một em Ochiba này, vừa nãy mình bảo đấy nhưng mà lúc không tìm thấy nó đâu. Đấy là một dòng Ochiba các bạn nhé. Đấy lại có em nào nữa nhỉ? Em này cũng vảy anh kim nhưng vảy rất là to, vảy rồng đấy các bạn. Đấy. Đây à. Vảy ánh kim này. Đấy, mới lại có một em vảy nữa này, vảy rồng này. Và lúc nãy mình cũng chưa nhìn thấy luôn, đổ ra đây rồi mới thấy nó. Đấy. Đấy, bạn nào cần thì để book luôn các bạn nhé. Các bạn đặt hàng thì các bạn có thể nhắn tin sang Facebook hoặc Zalo giúp mình. Các bạn gọi điện thì mình cũng không biết là các bạn lấy con nào luôn. Các bạn đã chụp ảnh màn hình lại rồi thế. Và gửi lại cho bên mình. Đây một em hai màu bướm này. Đuôi rất là dài luôn. Nãy rồi, quay rồi. Bướm hàng ba màu nhưng có khoảng 3 con thì đấy. Bướm kìa. Cái này cũng vảy rồng đấy, lúc nãy quay chưa nhỉ? À, nó con đấy quay rồi. Con này đẹp à? Vàng đen trắng cam. Có lô thì nó lên rất là được rất là nhiều. Lô thì màu đen, thật ra rất ít là màu vàng đen mà nó rõ luôn. Đây con này màu rồi, tuyệt vời. Màu của nó lưng tơ lưng tấm nhìn như kiểu là hay nhìn con trắng vàng đẹp, con nó ở đen đẹp. Con này con xuất sắc như là AK Matsuba, đầu sạch, lưng đều đặn như kia, đỏ chót. Con cái hàng đắt đấy thì chả đẹp. Từ rồi cá này, cá này nuôi là ăn ít, cho ăn nhiều vào lại mập ngay. Mà cá như thế này ấy, về thường sẽ khỏe hơn so với những cá mà nó mập. Cá nó mập quá về nó hay bị bệnh. Trường dưỡng, dưỡng ép cá. Ôi ok các bạn, đấy mình hôm nay lên cá như vậy, mình quay giới thiệu các bạn nhé. Đấy bạn nào có nhu cầu mua thì inbox vào Facebook Zalo, mình để dưới phần mô tả bên dưới các bạn nhé. Đấy các bạn nhắn tin thì nhắn cho mình xin thứ nhất là thông tin địa chỉ người nhận đầy đủ của số điện thoại này. Đấy, thứ hai đấy bạn lấy loại gì, bao nhiêu con thì các bạn nhắn vào đấy giúp mình, thì bên mình sẽ bắt ra chậu quay lại video gửi cho bạn xem. Đấy ok rồi, mình kết thúc bây giờ rồi. Để các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếc một like ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video nhé các bạn nhé. Ok bye bye.